con bắt chú ngồi chơi không mình vẽ. Chào mừng quý vị và các em đang theo dõi chương trình Ước mơ của em, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty MCV phối hợp sản xuất. Chương trình hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng cá hộp Century. Và ngày hôm nay thì chị Tường Vi đã nhận được một ước mơ rất dễ thương của bạn Nguyễn Trần Ngọc Hân, 9 tuổi. Và trong thư thì bạn ấy đã viết là: chương trình Ước mơ của em ơi, mỗi ngày sau khi làm việc xong về nhà thì em thấy mẹ luôn mệt mỏi. Em thương mẹ lắm. Em thấy mẹ còn hay than là bị nhức đầu nữa. Em nghĩ chắc là tại mẹ làm việc căng thẳng quá. Chương trình Ước mơ của em có thể giúp cho em học cách làm sao massage đầu cho mẹ cảm thấy khỏe lên và vui vẻ được không? Một ước mơ thật giản dị nhưng mà tràn đầy ý nghĩa đúng không nào? Như vậy thì chúng ta hãy cùng liên hệ với anh hiệp sĩ ngay thôi. Xin chào hiệp sĩ. Alo, hiệp sĩ nghe. Hiệp sĩ ơi, lần này thì Tường Vi nhờ hiệp sĩ đến giúp cho bạn Ngọc Hân ở quận Tân Bình. Và bạn ấy muốn giúp cho mẹ được thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng mà bạn ấy muốn được giữ bí mật cho mẹ được bất ngờ đó. À, vậy hả? Một nhiệm vụ rất là hay, rất là ý nghĩa. Vậy thì hiệp sĩ sẽ lên đường ngay đây, rất là dễ dàng mà. Thôi như vậy thì bây giờ chúc hiệp sĩ sẽ lên đường thành công. Hiệp sĩ Thương Vương đang đứng trước nhà của bé Ngọc Hân rồi, và chúng ta hãy vào trong để tìm hiểu ước mơ của bé nhé. Một ước mơ rất là hay. Em xin chào chị ạ. Chào em. Em là hiệp sĩ Thương Vương của chương trình Ước mơ của em, và em có nhận một lá thư của bé Ngọc Hân gửi đến chương trình là muốn làm một ước mơ. Không biết có cho em gặp bé Ngọc Hân không ạ? Dạ, mời em. Dạ, cảm ơn chị. Xin chào con. Xin chào chú. Tại sao con lại có ước mơ muốn tìm hiểu và massage cho mẹ? Dạ, tại vì ba mẹ khi đi làm về thì rất là mệt. Nên con thấy vậy con mới muốn học cách massage để cho ba mẹ xuôi tay con thôi. Còn bây giờ thì nếu mà cái ước mơ của con như vậy thì chú sẽ dẫn con tới một nơi mà những cô chú ở đó là rất là sành, là những người chuyên nghiệp về vật lý trị liệu. Ngoài cái massage thì chúng ta phải có cái không gian. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ đánh thức cái khứu giác. Con biết khứu giác là gì? Khứu giác là gì không? Là lỗ mũi. Là chúng ta sẽ đánh thức cái ngửi của mẹ con bằng cách chúng ta sẽ đi tìm hiểu là những cái mùi, những cái tinh dầu mà làm cho khi mà mình ngửi vào thì mình cảm thấy rất là khoan khoái. Đó, mà chúng ta phải kết hợp hết tất cả những cái mà nãy giờ chú nói để mà nó mới ra được là phải làm cho người khác thư giãn đầu óc như thế nào. Vậy thì con đã sẵn sàng để lên đường chưa, để mà mình tìm hiểu làm cách nào để cho ba mẹ mình thư giãn sau một ngày làm việc? Dạ. Mẹ cho con với là chú Vương đi thực hiện của mẹ. Rồi, mẹ đồng ý. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Vậy chúng ta lên đường ngay nhé. Dạ. Rồi, chúng ta đã tới bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng các bệnh nghề nghiệp ha. Dạ. Dạ con. Hôm nay con muốn thực hiện ước mơ là học cách massage để làm cho mẹ xuôi tay con mệt mỏi. Ừ, rồi, rồi bây giờ con hướng dẫn cho con ha. Dạ. Rồi, bây giờ con lên đây nằm đi. Rồi, giờ thứ nhất là con lấy hai tay ha, con vuốt trán, vuốt ngược như vậy xuống chân tóc ha. Rồi, động tác thứ hai là con miết vùng trán ha. Ừ.
Rồi con xoa vùng đầu ha. Xoa từ từ dưới lên trên ha, đến đỉnh đầu luôn. Rồi. Và đó là cách nó xoa vùng đầu, thư giãn vùng đầu ha. Rồi bây giờ còn mát xoa vùng vai nữa. Và con vuốt từ cổ ra ngoài ha. Rồi. Và đó là xong những bước mà cơ bản để thư giãn vùng đầu với vùng vai đó. Có gì con về con thực hiện cho ba mẹ con ha. Con lặp lại khoảng 10 lần ha. 10 lần con làm khoảng trong 5 phút đến 15 phút là được. Cho máu lưu thông tốt, cũng không cần làm lâu quá đâu. Cảm ơn con đã giúp con thực hiện ước mơ. Không hỏng cái gì, chúc con là sớm thực hiện được ước mơ của mình ha. Dạ. Rồi, còn đây là một phần quà của chương trình ước mơ của em gửi đến cô. Cảm ơn. Đây là lon cá hộp Century. Rồi, chúng ta tới cái chỗ bán rất là nhiều tinh dầu thiên nhiên. Chúng ta con cứ vô xem nha. Xin chào anh Quang ạ. Xin chào. Dạ. Con chọn được con qua đây, con qua đây, con qua đây, con qua đây. Để giúp cho mẹ mỗi khi làm việc về đang mệt mỏi muốn thư giãn thì người ta dùng tinh dầu. Dạ, mỗi cái tinh dầu chắc cũng phải có một cái mùi hương khác nhau, một cái đặc biệt khác nhau. Đây, con thử coi đây là mùi gì. Mùi xả chanh con, mùi xả chanh. Rồi bây giờ cách sử dụng rất là đơn giản. Đầu tiên là con đổ nước vào trong cái đèn này. Con đổ một cái lượng nước vừa phải, bao nhiêu cũng nói chung là có nước. Rồi tiếp theo là con mở cái chai tinh dầu ra. Được chưa? Đây. Đây con nghiêng xuống con nhỏ vài giọt tinh dầu vào đây. Khoảng vài giọt thôi. Cái viên nén này thì phải là một cái viên nén không mùi. Tại vì khi mình đốt cái tinh dầu, mùi tinh dầu bay lên thì cái viên nén này là viên nén không mùi và không khói. Đây, khoảng bao lâu thì nó sẽ tỏa hương? Thường thì khoảng trong vòng 5 đến 10 phút thì mùi hương sẽ được lan tỏa toàn bộ căn phòng. Bên đây thì là những cái tủ đựng tinh dầu. Có rất nhiều loại tinh dầu giống như nãy chú nói. Cái này chú cũng gửi tặng cho Ngọc Hân. Kèm mấy một chai tinh dầu xả chanh nữa để Ngọc Hân về. Một chai cho mẹ và một chai cho con nhé. Wow. Cảm ơn anh rất là nhiều đã học tại chương trình ạ. Rồi, xin chào anh hiệp sĩ. Dạ. Có cần nhờ chị con giúp một phần nào đó không? Giúp mẹ. Rồi, chào em. Hãy ước mơ cho đẹp tuổi thơ này, bạn và em giấc mơ cùng bay. Bao gian lao ngay từ khi bắt đầu. Ba, mẹ là mẹ lên mình sẽ nhắm mắt lại nha. Để nhắm mắt lại không? Không, mở mắt ha, tại vì con ông tới. Mình nhắm mắt lại nha. Từ để ba đi, nhắm mắt lại. Lên. Giúp sức cho em, ước mơ được bay cao mãi. Thật sâu nha, không mất nhắc ha, không được mở nha. Chưa? Mẹ ngồi duỗi chân thẳng hai bên lên chỗ này nè. Chưa, không được. Ủa, duỗi qua đây hả? Đi chơi đây hả? Dưới này em vậy. Ôm vô thoải mái. Mẹ có nghe mùi gì không? Có mùi thơm. Ba nghe gì ba? Mùi thơm quen. Mùi thơm, mùi xả. Đúng rồi, mẹ đúng rồi. Đúng rồi nha. Ngỡ người ra. Mở mắt ra được chưa? Chưa. Hả? Chưa. Thank you.
Ước mơ con là muốn đứng cho ba mẹ đã mệt khi đi làm về. Con hiểu không? Dạ. Cảm ơn mẹ nuôi con hôn nước mắt. Dạ. Dạ. Con phải cố gắng học giỏi. Mẹ sẵn khoái không? Con đã thấy là mình đã hoàn thành được ước mơ của mình chưa? Dạ rồi. Luôn giữ ước mơ đó nhé. Dạ. Được không? Dạ rồi. Còn bây giờ thì bé Ngọc Hân đã hoàn thành được ước mơ của mình và đã đang rất là hạnh phúc bên gia đình của mình. Còn bây giờ thì Hiệp sĩ Thiên Vương và gia đình của bé Ngọc Hân xin gửi lời chào tạm biệt. Bạn Ngọc Hân của chúng ta thật là hiếu thảo đúng không nào? Bạn ấy làm chị cảm động quá chừng luôn. Bạn Ngọc Hân cũng chia sẻ với chị rằng để có được một sức khỏe tốt, một đôi tay khỏe như vậy thì bạn ấy phải chăm ăn sáng rất đầy đủ và điều độ. Như vậy thì các bạn nhỏ của chúng ta hãy cùng học tập bạn Ngọc Hân đó. Đến đây thì chương trình của chúng ta đã hết rồi. Xin được hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau. Chào tạm biệt.